Đây em tắt máy cho anh nhá. Đây nước trung tính trước này. Đây nước 8.5 này. Đây, máy rất đẹp nhá, rất mới luôn. Mình lấy mình chờ khi nào nó hiển nó kết tít tít và nó hiển thị bằng màu như vậy mới được. Là mình chuyển chế độ mình phải chờ cái tít tít mình mới làm lấy nhá. 9.0 này. 9.5 này. Mời chấm này. Gắn máy Pana TK2S70. Đấy, 10 chấm thì nó sẽ màu cam cam như vậy. Khi lấy 10 chấm nước thải nó ra 3 chấm nhé. Đấy, hiện cái đèn pH3 này. Và cuối cùng mình lấy sẽ lấy nước axit rửa mặt này. Cái nước này nó sẽ kêu tít 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 liên tục. Nó cảnh báo là cũng không nên uống. Muốn tắt tiếng đi thì mình nhấn nút này một lần nữa là tắt tiếng. Em sẽ lấy thử nước thải của nước rửa mặt nhé. Nước thải này. Nước thải ra nước có kiềm độ kiềm cao khoảng 10 chấm đến 10.5. Rồi, giờ em lấy cái này em nhỏ vào đây là xong. Đây, nước kiềm cao nó màu tím nhé. Đấy. Nước rửa mặt nó màu hơi vàng vàng này, trung tính này. 8.5 này, 9.0 này, 9.5 này, 10 chấm này. Đấy, nói chung là ok hết nhé. Test vào này. Rồi, điểm đóng góp gửi cho anh nhé.